Trời, mấy giờ cầm viên bi nó làm sao trời. Hàng củ đá kìa anh em. Trời ơi, sức đuôi nó luôn. Bật tiếng cu lên. Dở dữ trời. Cái bữa nay không không có cô ăn luôn rồi sao ơi. Này nhịn đói rồi. Này nhịn đói trời ơi. Má không cảm giác nổi sự. Má dở dữ trời. Trời ơi là trời. Má nghĩ sao con chúng bè dừa trời. Rớt trống à. Rớt. Còn máy nghe anh em. Đây là ná SK1 mini được sầu ca vlog thiết kế thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Hello anh em, chào anh em đến kênh Sầu Ca Vlog nghe anh em. Thì hiện tại thì Sầu Ca đang đột nhập vào vườn cam của người ta nè anh em. Cam được thôi. Nhưng mà không phá nghe anh em. Vô này bắn cu xanh anh em. Thì sao mà Sầu Ca lại nói anh em là vô vườn cam bắn cu xanh thì giới thiệu anh em là mấy có mấy cây tràm này nè. Đó. Rồi đầu dây giác nó bò lên cháy chín. Cái cu xanh nó về đậu nè. Nó đậu mấy cục lùm á. Nãy quá trời luôn bắn hụt không anh em. Lâu không bắn cái thần lễ đi nhậu không. Nó cái lùm gì đó. Rồi dây giác nó chín nó về nó ăn. Nó đậu này nè. Mà đậu khôn lắm. Đi nãy giờ gặp chắc 20-30 rồi. Mà bắn không trúng rồi nè. Cái tuần này đám không quá trời luôn. Nhậu xỉn vô tay rung. Người bắn dở như hạt vậy. Rồi ở ở ngoài kia còn hai cây sắn. Cù sang tóc dài. Đứng ngoài đợi. Sầu Ca đi ruộng. Để ngồi Sầu Ca có Sầu Ca bắn cho anh em coi nha. Đi tới lưu mấy đường này nè. Nó nằm cho mấy đợt này. Nó khôn lắm. Đây là vườn cam đây anh em. Cam cháy sùm xê luôn. Vô không phá được. Phá là lần sau vô là anh ta quánh luôn. Này cháy nhiều lắm nè. Quá trời đẹp luôn. Vườn cam đẹp à, anh em nhìn nè. Miền Tây mình thấy không. Cam mật. Thì bánh mạnh nhiều lắm. Nãy là cái xài nè, bắn hụt một cái. Bắn nhà dở quá dở. Đi ngồi lên tên ngoài kiếm ấy bắn cho anh em coi. Ủa, thấy không à, phải có chủ vườn đây là Sầu Ca mua mấy ký ăn chín nè. Cà chín đàng hoàng. Nấu rồi. Bậy. À. Ây. Ây. Trời ơi. Má lông bay kìa. Ôi là trời.
luôn. Kìa kìa, chết rồi, chết rồi. Kìa nằm mất kìa. Còn, lùm đi, lùm đi, lùm đi. Con máy. Chà bá luôn. Con máy, ừ. Con máy nghe anh em. Con trống nó hụt rồi. Này, bỏ dép rồi. Con đầu tiên này, hôm nay Sầu Ca đi bắn cây AK1 heo chip nghe nè. Ui, nhìn chấm nè. Ui, xong rồi. Lớn. Thầy, ủa đâu rồi sáng? Dớt anh em ơi. Ừ, đây nè sáng ơi, gãy cánh á. Con đầu tiên không bỏ mày được. Con đầu tiên. Con đầu tiên không? Không có bỏ được. Không quay lưng chạy. Khoan, cô còn nữa. Trời vô ổ Sang ơi. À, thà bắn trống này nè. Rớt trống nè. Đâu Sáng? Không phải hai rớt luôn. Con này rớt, gãy cánh. Đâu rồi? Rớt này nè. Con này gãy cánh. Ơi sáng sớm để kiếm sầu ca kiếm cho anh em coi gãy cánh. Chưa mới gãy cánh này. Con này chạy lắm thì xử luôn hả lùm. Con cu cò mình chắc mất rồi. Cụ cò mình chắc nó gớt đó, tại mình không thấy á. Đừng gõ kiến nữa nè. Ồ, nó cắn anh luôn. Nó cắn anh luôn rồi mà. Nè. Nó không giữ con chó à. Giật đầu. Rồi, tiếp. Đừng còn kiến này, mất cu còm à. Cu còm rất đại kiếm gặp anh em. Cái đọt dừa đó mà bắn mà lộn xuống đó đó. Ngay chỗ đó mà hai anh em mình kiếm một buổi trời luôn. Mất tiêu. Gớt không? Gớt. Cho anh Duy 17 này. 18 bắn gớt mặt thôi. Trời chết đậu luôn, không thì được 18 luôn. Ủa đâu rồi? Đây. Rớt rồi anh em ơi, bữa nay đi kiếm cu nha anh em. Ôi ôi, nó ú nụ luôn Sang ơi. Ú nụ luôn. Trời ơi, trắng phiếu luôn. Nè nè anh em. Rớt nghe anh em. Bị 7 bắn cái dèo rớt đầu luôn, đưa 18 luôn. Rồi tiếp tục cuộc hành trình của hai anh em mình. Ok. Quên. Đây, đây chưa. Tiếp. Rớt. Đâu rồi? Không có cái này mương. Rồi. Vậy là mình xin vô mình bắn được cái con cu còm rồi đó.
Ô cái đường mương sang ơi. Rồi được được. Ở đâu sang? Em thấy rõ ràng không? Ủa, đầu dữ vậy ba? Rồi quay lưng luôn. Rớt, rớt. Chết nè, nhìn nè. Quay lưng luôn. Rớt. Rồi xong. Dạ dạ dạ, để con bắn con cu còm cái con ra luôn. Ra luôn chú ơi. Nè nè nè. Dạ. Yeah. Rồi ok. Để mình hốt ổ lắm mới đẻ mấy bữa. Dạ dạ dạ. Rớt con này sang. Cái gì con nó đậu lộn với điện cái vậy? Ừ. Múa hả mày? Rồi. Quay giò. Cái đậu kìa, cái đậu kìa. Hai anh em buồn buồn mới xẻ nè. Ra lụm nó ai, điện thoại quên. Mấy xẻ này mập lắm. Xẻ mùa lúa mà. Đâu rồi. Nè. Ừ, sang hay vậy? Trời ơi. Nét lụm chim rồi nó kỳ chạy. Ngay đầu luôn. Rồi là dứt vài con đi nhóc nữa nè. Kiếm mấy xẻ lúa này ăn cho nó đã. Trước mình mới bắn xẻ nó không đi đâu. Sao theo lại nó bay giờ. Được không? Để cho mà. Cho không? Đó. Điện chí đi. Nè. Sang nó dụ tôi lụm chiến dịch cho mọi người. Mà phải không nghe? Phải không Sang? Đó đó. Chắc cô luôn á. Ừ, chiến dịch thiệt. Đi coi này con có chiến nào đó không ba? Đi coi này con chiến nào đó không? Một chiến dịch mà con. Im im. Ngồi nướng. Đi coi đây có đẻ nào. Đẻ và trứng rồi ba. Mấy ba đẻ và trứng coi. Trời ơi trời ơi. Được rồi, được rồi. Con trứng à. Ghê trời. Há con mắt tinh như trời. Á đèn đèn. Nó đèn đèn gì sao thấy nữa. Giờ xuống cái nữa nè. Như gì? Giờ xuống đi coi chân đi. Có chú sẵn luôn kìa. Kìa bắt chú kìa. Không. Đó. Rồi ăn trộm nè. Ăn trộm nè. Bộ chuối này sao bẻ nè. Mình phải bắn trước. Ghê trời. Bắn ra để che dựng á. Bắn là lắc lắc cái chú là nó lấy chưa. Mấy viên? À, quên. Nữa cái nữa. Không, bắn liền mí nó mới đứt được. Gớt nè. Bắn liền mí nó mới gớt được. Bắn mí bên trái. Vô giữa luôn. Bắn mía bên trái nè. À, đúng rồi ná thủ. Đúng rồi ná thủ. Đúng rồi ná thủ. Ná thủ phải vậy chứ. Không có ăn trộm nha mọi người. Cái này chỉ là sinh tồn thôi. Đây, lượm trứng vịt. Có bắp chuối. Đứng là chuối không? Đứng nè. Anh gửi giò. Rồi xong. Tôi không có ăn trộm nha mọi người. Ừ cái đó lụm mà. Mắp chuối mới lụm mà. Ừ. Mắp chuối mới lụm dũng lên. Lụm không à. Rồi.
tiếp, không ăn cắp nha, không cắp cắp nha mọi người. Em nói trước là em ăn cắp nha, ăn cắp ai quay phim cho mọi người coi. Tiếp tục. Đây nè, về sang review mình chặt dừa luôn đi. Vừa uống, vừa mới về nhà luôn. Ờ, cho dừa nhỏ xíu mà nó tràn luôn kìa ba cha. Anh bỏ hai cái ít quá mà. Tiếng lợi phẩm hay à. Ồ, tiếng dịch luôn. Đây. Đi đó tạc tí kìa, em đi vòng vòng đây không thấy con chim nào luôn. Con gù xanh. Mấy con này là bị dịch đó nha. Gì đâu tiên. Ừ, cho con bê nó chịu nhậu. Nước nè. Con nhí. Cái rồi kiến. Cù xanh. Đi con vòng nhà nhiều. Rồi. Nãy xỉa đừng có chuối nữa, không ăn cắp nha. Rồi vậy nè mấy. Ăn trộm đó. Bây giờ lý quá ta. Cả nhà bây giờ cái tiếp. Đủ nhậu chưa? Nãy mình xin xin như thôi. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Ừ. Con cù xanh để vô cho trứng vô cho người ta biết nó đẻ. Trứng cụ xanh vậy luôn hả? Ừ. Rồi. Rồi. Em để cao lên để xéo vậy nè, để ra mày xéo nè. Rồi về nè mọi người. Ta mới chặt cái dừa uống xong rồi view chim. Rồi mà người hồi cho con cô bé nướng sao mọi người. Giờ vô uống nước xong nằm chút xíu nữa. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người ở video sau nha. Này bắn tới má nó mới phụ rồi mới chơi luôn.